Dạ. Không có gì đâu, cái điện thoại em qua cho chị. Không, máy cũng sốc quá à, máy xuống dòng cũng sốc rồi. Dạ. Lòng lúa xanh tươi,
thôn nữ sinh duyên dáng truyền tay giặt nhau cũng mấy vầng trăng đổ đi. Đây những người thôn nữ sinh duyên dáng truyền tay giặt nhau cũng mấy vầng trăng đổ đi. Và để tiếp tục chương trình, em mời chị Thuy Nhung và chị Mỹ Linh chuẩn bị. À, mấy anh chị